Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải nè mời. Dư Khải kính chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải sẽ bê em hơn 30 con lệnh bài boss đặc biệt. Đây này, đó. Kèm theo 3 con boss đại nha mọi người. Đó. Hiện tại bây giờ thì Khải sẽ dứt boss đặc biệt trước. Hết cái rương này. Và sẽ tiếp tục ban boss đại nha. Rồi. Hôm nay thì Khải sẽ dứt. Vô. Đây, vô vị trí. Rồi, em thả 4 con của anh Tầm Thánh trước nha. Rồi. 1 2 3 4 rồi. Rồi. Anh con bắt nè. Cho anh em động rồi, để em cho anh em động. Bên kia mở rương cũng nhỏ lắm nè, anh em được nó mở đường không? Có không? Bóng sơ nam mộng mở ba cái rương. Còn nữa nè. Cái bờ tay 5 đồng và cái áo tư vàng còn áo nữa 60 67 nè. Anh xui. Rồi. Ơi. Từ từ. Đưa lại anh 47 thôi. Rồi, cánh người bắn này, cánh người bắn này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, full bắn nha anh em. Rồi, ngưng này. Thiên đã ngưng. Thiên đã ngưng anh ơi, thiên ngưng rồi. Rồi. Rồi làm lúa giao dịch nè, làm lúa đây. Bị nhiệt độ là tâm thánh này. Rồi, còn đam lâu. Làm lúa giao dịch nè. Nô mốt giao dịch luôn nè. Rồi, ngừng đam rồi anh ơi. Thế điên này em đam 2 đam rồi anh ơi. 4 đúng rồi. Tất kiểu phong là nãy là 4 mạng đúng không? Rồi, nhật độ. Giao dịch nè. Nhật độ. Học giao dịch. Nhật độ nè. Để cho anh em. Nhanh nhanh ăn còn 2 cái. Cho anh em xem boss rồi nè. Rồi. Hai con cuối cùng của Tâm Thánh, không biết siêu phẩm hay không anh em chưa biết nha. Full may mắn rồi ấy. Hôm nay nhờ may mắn của thằng Lan. Một viên lục thì tinh phải ngon lành rồi ấy. Ủa có đạn thì tinh nữa hả? Có. Con nào anh và ta? Đông quang lá thì tinh hả? Đông lá thì tinh hả? Đó thì anh đánh phụ đi. Đúng rồi, kim phụ anh ơi. Em luôn này anh ơi. Một chai Tama nữa là xong. Cứ mấy ông sao ra sản phẩm là anh em ok. Nhặt viên lục kìa. Đang đứng nhặt anh ơi. Còn anh chạy Tama. Ở kim em phụ giấy nè. Rồi. Còn ai nữa anh em ơi. Có được đúng không? Trời ơi, đậu xanh à, còn thiếu anh phụ. Anh chạy Tama đây. Đứng hình quăng quăng mình. Ơi. Chạy Tama đứng hình quăng chạy dần dần mình đi chơi. Thắng mình niềm tin nữa em. Rồi trong nha. Rồi đi bóp rồi, giật. Con Hoàng Kim phải phụ nè em ơi, không phụ đánh lâu lắm. Anh Tâm bắt đa là ngày hôm qua là 117 này, 4 hạt này anh Tâm ơi. Anh Tâm ơi. Trời. Ở kiếm đánh đúng lầu nè. Rồi, ngưng. 117. Ngưng rồi. Ngưng rồi, đúng chân. Anh ta bắt đá đâu rồi ta? Siêu phẩm. Rồi, giao dịch anh ơi. Là ngày hôm qua nè. Thằng quá, vừa đồ sắc luôn. Rồi. Giao dịch hết tất cả 15 nha nè. Cố gắng kiếm giao dịch kháng cả ơi. Và 80 xu. Rồi. Đó. Rồi, Tâm Thánh anh em ơi, ra nhặt đồ anh ơi. Ra đây, Tâm Thánh. Lên gấp. Ủa, 12 giờ đông rồi, qua đây. Thay đổi vị trí Tâm Thánh, đứng ở ngay chỗ con heo này. Rồi. Rồi, đồ anh em. Trời ơi, ngọc bọn này cho anh thằng lửa được này anh Tâm Thánh ơi. Ờ, ngọc bọn này cho thằng lửa được này. Một cái này. Kim. Không có. Căng cả. Không có. Căng cả 15. Căng tất cả. Ui, máy chuyện cũng đẹp không kháng cả luôn. Tiếp tục. Thổ, ôi, toàn đồ ném dòng không anh em không? Cái này tí nữa anh em auto hiện tình bạn. Oai trời cho gì nữa này. Không có kháng cả. Vãi liền. Đúng là xem là bắn đẹp luôn nè. Tiếp tục này. Phòng pháp 30. Trời ơi, 540. Cái này cái nhẵn là ngon rồi, anh xin lực ngon luôn. Vãi liền. Cắn độc rồi anh em. Trời ơi, toàn 5 dòng không anh em thấy là xếp được bắn đẹp không? Trời ơi. Một like một share đi nè. Lần này anh em đang băng áo. Rồi, giúp giờ tiên thời tin anh ơi. Giật. Em nhận nhìn thấy tin này. Ba cái đó ép là nhìn tình bài chứ. Ba auto luôn. Rồi, tiếp tục anh xếp đồ của anh AK.
tiếp tục đồ ăn cây. Rồi tiếp tục sẽ là những con bóc của ăn cây nha. Anh ăn cây chuẩn bị, anh ăn cây chuẩn bị lá rương đi. Anh thấy không? Anh tầm thanh có 4 con thôi mà nhìn phải một nửa rương rồi. Anh ăn cây chuẩn bị nhiệt độ nha. Không có sức lực lực cao để chạy con ca. Có nhãn không ạ? Có chiếc nhãn. Đợi ra hút thuốc lá không? Có được luôn em ơi. Có được cái sức mạnh 2 cái đã không hút. Tức đánh anh em ơi. Rồi, đến tiếp tục ăn đồ của anh ở cây. Bóc ở cây nha. Đó, nhiệt độ. Anh em thắng đường môn ở đây anh em. Nãy quên giới thiệu anh em con đường môn khả đây. Siêu phẩm đây. Đâu rồi? Đây anh em. Siêu phẩm động sắc. Đó, mình bán 25. Em chỉ kiếm cái nhận mấy bánh 3 nữa là hợp lý nè. Bánh 3 là được 31% này. Nọ hút này, không đầu tư chưa. Đánh hút biết nào hết mana nè. Rồi nhiệt độ này. Đậm tiền này. Kháng tất cả 20-15 ngay. 20-15 vô tiền ấy. Một ngọc bội. Đậm này. Xanh bớt xanh hay sao mà ra có rất là cái này. Đặc biệt em ơi. Hên xui mà từ 1 đến 10 mà. Nhiệt độ này. Lâm này. Đó. Rồi anh cây ra đây. Tiếp tục anh đây, ra đây. Đây. Full đồ mà cứ dài nhắn nhanh nè. Tiếp tục. Trời ơi. Không có banh cao. 520, 5 dòng. 40 ngon rồi. Đâu có 20 à. Trời, 30 nữa. Đủ, không ra 40 ta. Đó, 40. Hợp lý. Nó hợp lý cho xe. Đó, 40 anh ơi. 40 làm chậm. Má cái đá 40 là ngon, xe lịch đá 40. Ừ, chậm bóng xấu luôn. Ấy, cái này được rồi, cái này giả. Có đồ giả, cho thật lửa rồi. Cái đồ đó nè. Đồ làm chậm 30 nữa. Đồ 20. Rồi, tiếp tục. Chúng là anh em thấy không? Hồi trước đánh boss đó ghẹ, xếp là bánh 12 á. Đồ, cái hở họ nó rất là khó có dòng luôn nha. Thấy chưa? Mà tầm này đồ hở họ toàn auto dòng nữa chưa? Mọi sức... bán 10 máy là... Không có dòng luôn, mình bán không có dòng luôn. 10 máy là không có dòng luôn nè. 10 máy toàn xịt, không có dòng luôn. Rồi, tiếp tục. Có. Còn thiên mình không đánh nữa, phải đánh tay à. Satama không đi tấm game à. Anh tâm thánh vào YouTube em kìa coi anh ơi. Đây. Vào YouTube em coi có anh chưa. Người không bằng nữa. Thiếu chỗ kháng cả đúng rồi nè mày. Thiếu chỗ kháng cả. Rồi, nhặt đồ tiếp tục này. Nhặt đồ, để diện thổ kháng cả đây. Full may mắn nè, đăng cánh quá tử này, thiên sơn này, bắt quá lộ cái gì nến đồ bạc câu trả lời câu hỏi full luôn á. Rồi hồi lô may mắn rồi các kiểu full hết á. Giống như chờ nhân phẩm thôi. Lâm Nhẫn ba cái nhà ba. Họ nè. Cái gì đó, không. Cái hồ họ đó là còn cái nhẫn. Nhẫn còn cái nhẫn. Ok, hai cái nhẫn, đây này, ba nhẫn. Đây, tiếp tục. Siêu phẩm. Thổ. Trời ơi. À, thứ 2 là 40, đẹp luôn nè em ơi. Nhẫn đẹp ấy. 13, 20. 40. Đồ, 20. 20. Chung hiện tại những trang sức làm 140 hiếm nha nè. Trời ơi, cái gia truyền, đủ xanh không kháng cả. Cái gì đó, một số tất cả dòng đầu anh đi. Trời ơi, kháng cả đâu trời. Má sinh lực, vãi đái thiệt. Còn 4 năm dòng không. Rồi, sinh lực nữa nè. Má sinh lực nhìn ớn anh thiệt. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục nè em ơi. Một lần thả ba con cho nó bói cho anh thú vị nè. Thì nghề thổ anh nó xài anh Phong, đổi em. Rồi, tiếp tục. Đây luôn, đổ ra đây, đổ luôn. Ở đây. Để em tới.
giờ anh em đang đi live nha anh em ơi. Anh em đang bằng áo đang tổ chức đi xem bóc bóc lệnh bài bóc canh nha anh em. Bài quay mình cũng để sẵn. Anh em thấy chưa có đồ cho xe thì chuẩn bị sẵn. Chuẩn bị trang sức gấp 10 đi, đổi. Ừ. Đây, em chạy ra, để em chạy ra. Rồi, chuẩn bị tiếp tục. Cổ Việt Nam, đúng không? Đúng rồi, cổ Việt Nam có. Đã có, là nữ. Thổ Hỏa Mộc. Thổ Hỏa Mộc anh em ơi. Anh em đang xem thì đó là cho Khải một và live chia sẻ anh em ơi. Tối nay thì Khải đánh giúp bạn anh em ơi. Bắt này bắt 39 rồi nè. Bắt 38. Bắt 38 thì ban mình nhặt được một rương kim môn phái. Và không biết bắt 39 này liệu ba con boss đại này nó có ra hay không anh em. Anh em cùng chờ đợi thử nha anh em ơi. Anh em đang xem đừng quên cho Khải một like chia sẻ chơi nha anh em. Ủng hộ mạnh nha mọi người ơi. Ban Khải thì tầm này cứ Khải cứ sang dùm anh em trong ban nè. Chung là lệnh bài khá là nhiều. Giờ nhận nè. Chờ đợi tiếp tục nè. Tiếp tục nè. Nhặt đồ. Ok. Ra đây anh ơi. Ra đây anh ơi. Ra đây anh ơi. Thổ nữa. Cho. Sinh lực nào lực không bằng vãi luôn đấy. Vãi thiếu kháng cả anh em ơi. Đây. Ui. Trời ơi. Mọc biết quá. Nhóm 120. Số. Đây. Nhắn của em. Đủ nhắn theo lôi. Đưa em đánh boss luôn nha anh. Đưa em đánh boss luôn nha. Hey, nhận may mắn 3 dòng 1 anh ơi. Của em luôn đấy. Ok ok. Nói chung cái này á em chỉ lấy cái dòng may mắn thôi. Anh em nào có cái nhận nào may mắn dòng 1 thì đổi Khải chứ Khải không cần dùng dưới nha. Đừng nghĩ là Khải sẽ dùng dưới không có nha anh em. Ok. Ngon lành cần đấy. Đấy nè, ai vừa sáu găng lôi được anh ơi. Anh một nhẫn hay sáu găng lôi nữa. Ok em giao dịch ngay và liền cái nhẫn luôn. Đang thiếu nhẫn. Trời ơi đẹp quá anh ơi. Thằng tài mày cái gì? Cái truyền thổ nào? 152 không được lấy gì? À, anh em ơi được nhẫn này. Tìm bữa giờ. Quá đẹp. Tìm bữa cái nhẫn này mày. Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Đang tìm. Hợp lý. Quá hợp lý luôn. Một super luôn. 90 lận. Ok, anh Thông Ca cứ kiếm nhẫn nào đẹp đẹp dùng một thôi, đó là cho em là được. Ok, anh em cho anh em xem set đồ anh em ơi. Đó, thêm 3% may mắn nha mọi người. Đây, nó có set mắt cái trứng. Đây, trời quá tuyệt vời. 3 3 luôn. 3 25. Trời ơi, quá hợp lý. Đây, cho anh em xem qua bên này, cho anh em xem cái đồ kia. Đây. Đây anh em. Lên set 34 nào đấy. Set 34 nha mọi người. Đó, trời ơi, quá tuyệt vời. Đây, Khải đầu tư từ đầu rồi anh em. Đó, may mắn 23. May mắn 3. May mắn 3. May mắn 3. Ok chưa? Rồi, tiếp tục. Quá hợp lý. Trời ra luôn. Hôm qua còn có mà vũ đợi dòng 2, không kích được anh em. Dòng 2 không kích được. Em xin cái dòng 1 là hợp lý nè. Rồi, 34% may mắn. Quá tuyệt vời. Yo. Rồi, tiếp tục. Tụi này sẽ có cho truyền kháng cả cho anh. Em đặt thể kim nha, ngọc bội nam, nữ thể kim nha. Em đặt cái nhẫn là, em nhẫn là 140 nha. Thẳng 1. Vua trời ơi, trời. Rồi, ok. Thôi, ngừng đam ơi. Ngừng. Má đam nhanh vãi luôn á. Rồi, lùm đô. Trời, anh chuyên xin boss mà em. Giống hoài. Nhật đô. Gọi hết rồi. Kiểu tối này thiếu nhẫn mà bán bàn anh. Ê, vừa cho luôn. Ngon chưa? Ngon lành gần đào. Set 34 xem nha. Set 34 xem thì có gì khác biệt không anh em, khác bộ nha. Nhặt đồ. Nhặt tất cả này. Lâm đồ. Đó, đó. Một nhẫn, một dây chuyền. Hai nhẫn, hai dây chuyền. Ba dây chuyền. Đó. Đọc bộ thì kia. Quá nhiều nhẫn kìa. Đây đây, đây cái chuyền này kia. Nhẫn là tất cả này. Tầm ở đây ở đâu rồi. Nên em ở đây ở đâu nữa. Cọc bộ thì kia mà. Cọc bộ thì kia mà. Em phụ anh phụ anh. Dây chuyền thì không muốn. Ờ, đang phụ em ạ. Thôi, thôi.
Đó, Thí Hiền lên hàng mấy ca liền thấy chưa? 54, thấy chưa? Thí Hiền cơ rồi. Một xém nó bánh 34, một xém nó bánh 12. Dừng rồi. Rồi, đồ sát rồi đó, dừng rồi đó. Đồ sát là dừng rồi đó. Đang rồi, mắc đam liền, ok. Hay luôn cái nhẫn này, hay luôn cái nhẫn này con này đang đeo. Ngon. Trời còn 4k rồi em ơi. Cho nó thêm một đam nữa đây. Không, một đam. Đúng rồi, đừng có. Để chuyển thành tất cả kim rồi đấy. Rồi. Rồi thôi thôi. Rồi rồi nó đam cũng hiên lâu lắm rồi, em tách rồi á. Cái đầu là mắc đam rồi đó. Đó, em tách mắc đam. Đủ dân, đó con này chua. Đây con đem độc phụ đi, đem độc phụ hợp lý hơn đấy. Đủ dân. Con này ra khẩm tất cả 20 đấy. Hợp lý luôn nè. Lâm độ, các cái 20. Mạch mọc, hai mọc kích là được chứ sao. Kích mà nam. Đây này. Rồi lâm độ. Đây một xét bánh 12 này nam. Một xét bánh 34. Hiện tại xét khả nó 34 và nó 1 server á nè. Còn này 12 từ đầu server đến giờ nè. Đó. Hồi trước mua 1 triệu ấy. Rồi còn con này cũng đường môn đây. Dạ. Một ngọc bội. Đúng ngọc bội của thằng. Đúng một ngọc bội một nàng. Mãi. Rồi, đây đây đây. Tài. Rồi cái ngọc bội trước liền, tối cái ngọc bội trước. Bội trước liền đúng không? Dạ. Rồi, sức mạnh. Không có gì hết. Không có gì luôn. Cái này bỏ ra sức mạnh. Khăn lôi 2. Khăn lôi 11 xịt xịt thế nhở. Rồi khăn lôi 30. Má thiếu khăn cả trời. Trời ơi. Dây này mình khăn cả. Đây nè em ơi. Đây nè. Đây nè. Trời dây này mình khăn cả 15 là banh luôn. Bên con Thí anh em một ít đồ nè anh ơi. Rồi may mắn 1 nữa. May mắn 1. Trời ơi cái dây cái nhẫn. Trời, 540 giá chiền chỉ vậy, nhẵn đâu. Má, ảo thiệt. Chẳng đã có 20 mà ngoài xin lực tầm máy, đi mà lực 540. Đứng im đó, bên này con Thiên này nó nhặt nãy cho 1-2 món nữa nè. Đây anh ơi, nhẫn kháng độc 25 này. Ngọc bội 520 này. Ngọc bội kháng độc 18 này. Kháng lôi 2 này. Rồi, ngọc bội nó xong. Cái tu này nhiều. Ai đổi không? Ai đổi cái ngọc bội này không này? Rồi, lên người lại. Ai đổi cái nhận đây không? Đổi em. Đổi em. Cho con cái bàn đúng không? Trời ơi, dây chuyền này hơi bị đẹp luôn. Đến nó 30. Dây chuyền 30 đó. À, ra đây. Rồi, đúng rồi, dây chuyền đã đưa cho con sâu lên đồng đeo được đó. Đúng rồi, mấy hai chuyền đẹp. Đúng rồi, 30, sinh lực nữa chứ. Ai đâu ra đây? Đây, đổi anh đây, chồng thắng cái cả luôn, chơi tiếp luôn. Mình phải da thăm chiến chứ không, nãy mình lực da 30 hiện tại. Dạ, đổi làm gì cũng được cả luôn. Ai ơi, mày đừng cầu ngọc bội, mày cầu cái dây chuyền cho tao mà. Ừ, đúng rồi, cầu gì khác cả đi. Cứ cài vòng ngọc bội, vòng xịt đa. Đúng rồi, cài xịt đa. Nửa máu rồi, ok. Phụ rồi. Đổi làm được cả này kìa tôi. Ôi, cái này ghê đấy. Anh xin dây chuyền hệ thủy nha. Rồi, nhiệt đồ. Bên nhiệt đồ anh em ơi. Đâu? Làm đéo có. Anh em đang xem bot 39 xem bot này thì đừng quên đỡ đại cho Khải một like chia sẻ chơi cũng như ủng hộ bán áo chơi anh em. Nói chung anh AK anh xem được cái gì thì anh cũng chia cho anh em xài thôi nè. Ông không có xài nhiều, ông chỉ cần gia truyền kháng cả cho xe thôi nè. Hôm qua thì xem được một gia truyền kháng cả 8 hỏa 530 cho nữ cũng của anh luôn. Rồi một gia truyền kháng cả 10 sinh khí 12 của nam đó. Hôm qua đã auto là của anh hết. Ở anh em có thể xem bot 38 anh em thấy. Ở nhiệt đồ. Đồ. Ok. Trong này mới ra bốc thường à. Bốc thường còn kiếm được bộ khí ở đây còn. À, bốc thường một khí nha. Ờ, sao thằng Tâm Thánh nó đánh ra cái thủy tinh, mình đánh ra. Rồi, ra đây anh ơi. Trời, tụi này được gần 20 phần. Đây anh ơi. Ôi, tôi nhìn kìa, bói. Đây, hàng về. Cắn lô. Lô 18. Trời ơi. Ra nào. Ra kháng cả rồi. Trời, kháng lô 23 nữa, không có kháng cả. Ủa sao? Chúng độc. Kháng lô 20, sinh lực cao. Sinh ngày 10 búp. Trời,
bên 16-40. Cái ngọc bảo thân lâu 20 nữa anh em, để cho anh em 17 nè. Từ ok, đi ép. Cùi đi ép anh ơi. Anh em bỏ tiếp bằng 2 nhắn này, 3 nhắn này. Xong rồi 7. 18. Má, tướng sinh lực. Uầy. 15. 15-40. Đâu sao. Họ thấy nhầm họ thấy cũng đỡ. Rồi, mất ngọc bò nha anh em nào xem mà chưa có vứt cho xe mang được á. Rồi, đến lên lấy tiếp tục. Em ngâm xe đâu. Thả tiếp anh em ơi. Tiếp tục, đủ cố gắng tìm những chiếc nịt bị đánh mất nè. Lần ba con này bó nấm hấp dẫn nè, còn 2 tuần. Rồi, ok. Anh ơi, đánh hết cho anh ơi, em gõ một con à. Em gõ một con kiếm chứ bỏ. Ok. Phụ sứ Yên Đam này. Ai mọc được nó. Không có bút thủy nha. Ừ, nãy giờ không có bút thủy. Nãy giờ lên xếp mà bánh 3-4 mà chưa có cảm giác gì này mà. Chưa cảm giác gì. Anh đang cầm. Chưa cảm giác gì. Chưa cảm giác gì nữa mà. Cố gắng rèn cái sản phẩm ơi. Cắn cả 20 rồi Kim ơi. Ừ, họ gần chết rồi em ơi. Hai đam nữa. Họ họ mọc. Họ mọc gần chết rồi. Đi sẽ trả lại cho anh tâm thách gia truyền. Thôi tất cả 18. Rồi chuẩn bị. Anh thả hai con bot nó may mắn thôi à. Ok anh em ơi, hello anh em mới vô nha. Hơn 200 anh em đang xem cho Khải một like ủng hộ chơi anh em ơi. Đài bắt này bắt 39 rồi nè. Chờ đợi siêu phẩm thôi. Nhật này. Rồi một con tiếp tục. Con gì đây, con mọc. Nhẫn này. Rồi lấy dầu kim. Dầu kim. Rồi ra bó đi, kim lâu. Không, kim quýt luôn. Quýt luôn. Đi im quýt. Đi im quýt. À thiên đang quấn, thiên vô đam không mà 50-70 cao liền. Phải ngừng đúng lúc anh em à, phải ngừng đúng lúc thôi là mất boss đấy. Mà không sao cũng. Đã độc sắc rồi anh Khải. Ờ độc sắc em. Dừng. À dừng rồi, đồ sắc luôn rồi, đồ sắc luôn. Đồ sát là ngừng đam thấy chưa? Thấy ngừng đam hợp lý không? Máu đỏ mà, nãy giờ dừng đồ sát lên là nó không lên xuôi xuống được đâu. Đúng rồi. Ờ, cho xuống đam kìa. Đó, em bật đồ sát là ngừng đam mà. Bật đồ sát lên là canh hết rồi. Canh hết rồi. Nên mà đi tiếng thì mất bó kia không nhỏ, em biết đầu đang đam bó mà bật đồ sát lên là mất đam liền. Dừng. Thành ra mới đặt đầu mình đồ sát biết thì tụi kia nó ăn bó. Đây, đồ sát rồi. Đó, mất đam liền thấy chưa? Đồ sát nên mình nói ăn nhiều quá. Đúng rồi. Bọn nó cứ đồ sát đi, mình khỏi đồ sát cũng được. Đúng rồi, mất đam. Rồi, nhiệt độ kháng cả 20 sẽ nằm ở con này. Độc cho 5 độc là phụ em. 5 độc phụ, à ok, 5 độc phụ hợp lý. Trưởng này tèo, trưởng này thằng tèo, 6k, 5 độc đông phụ nè mà, 3k. Rồi, ngưng. Đồ sát luôn, ok. Rồi, nhiệt độ. Siêu phẩm đâu? Anh giật kháng cả. Đây ở đâu anh em ơi? Trời đánh thì có 1k, 5k nè, 2k. Siêu phẩm đâu? Kháng cả anh em à. Kháng cả ơi. Trời, hai ngập bội, không có kháng cả. Ra đây nè. Đây, đây. Đúng một giá chuyền luôn anh em ơi. Giá chuyền trước rồi. Rồi, thắng luôn 5. Cái gì vậy? Tôi là tay của ai vậy? Đây nè. Nhận thắng lôi 9. Thắng lôi 5. Gì vậy? Anh đi mồm đến nhật đồ anh ơi. 120. Trời, thắng lôi 25 ngon. Hai anh em lấy cái gì thì phải đổi nhá. Đỡ phải anh say. Đúng rồi, trời. Nội lực cao luôn, sinh lực luôn. Giờ đang xài ngon rồi anh ơi. Những này ngon luôn anh ơi. Cái này giờ đang ngon ấy. Nhẫn nó đi lên đấu được nè. Anh phong cao để dành nhẫn này, chuyện gì đang có xài được xài anh. Ừ. Nhẫn ngon. Rồi tối lực nữa anh có anh đi lên. Trời ơi, 16-40 nữa. Cẩn thận đấy.
Ôi, 15-40 nữa. À cái này mới này, cái này cái cũ, này cái cũ. Đấy, đi nhắn rồi. Này cái cũ. Rồi cứ đuổi đây, mang đây. Nhắn nó. Đúng rồi. Có nhắn hỏ đâu ta? Đúng rồi. Thôi nhắn không có. Mấy cái này nem trang sức cũ lúc nãy. Rồi ok. Nè như em nè. Như em nãy em nè, em mang đó là vô liền đấu em chạy nhảy bình thường. Ai đổi cái gì thì cứ nói luôn nhá để đỡ phải say này. Hỏi 9 điểm tự lập luôn ha. Nó có tính không? Mấy hôm liền đấu đâu tính đâu ta, liền đấu đâu tính đâu ta, áo rồi. Đổi cho 5 đồ lẻ. Ủa em đi đại hội là nó tính đấy. À, đại hội thì tính nha, liền đấu không tính nha. Đại hội tính nha, đại hội tính nha. Đổi đồ gì? Đổi cái gì emo? Ờ đây là anh để nhấn kim này. Áp thi em đang nhận thật. Rồi ngừng. Im buông đâu rồi, đồ cái gì thì nói đi. Thí là đam chấn đấy em. Nhấn thổ với nhấn mộc. Ok, qua đây. Ném ra. Rồi, anh học bóp rồi chứ. Rồi, thua rồi em ơi. Nữa, nhấn mộc này. Nhấn thổ này. Nhấn kim hơi ngon ấy. Nhấn mộc để chọn người nhấn mộc nó ngon nhá. Kiếm ngay dần chiền khá cả nè. Rồi, đâm đồ. À, con này có thủy nha, làm nào chuẩn bị chơi cho chiền hả? 18, để cái 19 này ngon hơn này. 19. 18. Một nhẫn, một ngọc bội. 4 món đi á, món gì nữa? Nhẫn một ngọc bội, tiếp tục thảo con mới nè. Thằng Bon mày làm thuyền khúc ú ú. Dạ chiền em, khánh tất cả thì thấy. Món gì bộ ngoài nói chắc đi. Trời ơi, nhẫn này. Trời ơi. Chọn thị khán hỏi anh ơi, nem chiếc nhẫn, 4 chiếc nhẫn. Từ đây cho này ra nhẫn. Ok. Đây, biết gì đây. Hàng về ra đây anh ơi. Má, nhẫn trong 40 khán hỏi đâu. Giải chuyện hả? Bài rồi. Trời ơi, thiếu trong khán cả. Trời ơi, trời, chuyện đẹp vãi đái luôn. Trời ơi, đủ. Này. Trời ơi, giải chuyện đẹp gơ luôn. Lành ấy, đổi lành ấy, không cho đâu lành. Trời ơi, đẹp dữ rồi nè. Hay gì? Không có cả. Ok, cho lợi, ok. Đấy, mời nhắc đi. Nhắc đi. Nhắc chưa, nhắc chưa. Đấy. Nhắn này, siêu phẩm nhắn này, siêu phẩm siêu phẩm này. Trời ơi, sinh lực cao anh ơi, thắng banh thôi. Đổi em cái nhẫn đi. Đúng rồi. Thắng họ dòng 1, không có gì. Trời ơi, 3 dòng, 6 dòng nữa. Sáu dòng nào dòng đó cũng trời ơi, gì cả 20 vậy? 40 đâu? Đời, không có. Thằng con cuối cùng nào. Bây giờ im mồm đâu? Im mồm đồ cái gì nhỉ? Ôi em cái chiếc nhẫn này á. Ờ, thằng gọi im mồm. Hết rồi, này còn con này, em gọn con này. Hai con nữa từ, hai con nữa. Đưa bụng ra đây. Bữa nay em gọn con, em kiếm cái siêu phẩm được rồi. Hai con nữa. Là ngon nhất. Đây. À, con gắn siêu phẩm quá nè, sao nhỏ vậy? Còn hai con này và hai con cuối. Đợi tí nha, tìm cái nào ngon hơn. Đây, cái này nữa. Sống này anh em lóc bạc đánh cho một con ba bất đại nha. Con gái đúng không? Con gái cho cái ngọc bụi này. Đánh ba con cũng người 250 xu chứ. Ừ, thì ra thì người 250 chứ. 4 món, ok. Cứ ra thôi, trời ơi đồ kìa. Hầu quá trời kìa, lâm cứ ra là được. Cứ miễn ra có rương là được. Ok rồi. Rồi tiếp tục này, cứ ra có rương là được. Thằng tay bắp đâu? Em cái chiếc nhẫn cán băng á, hai mấy á? À đây. 20 gì? À 22 rồi, okay. À. Dạ đúng rồi. Nhìn cái cùi quá nhìn mới đổi. 25 20. Được cái dòng sinh lực. Sinh lực cao rồi. À sinh lực cao, ok đây. Nhận đi. Nhận được dòng sinh lực trăm mấy. Đây là trong tầm này xếp mấy bánh ba bốn đánh khác hoàn toàn luôn, em toàn đồ xài được không? Em đã. Thôi cảm ơn anh nha. Ok. Ai đổi cái gì nữa nói luôn nhá. Trời, thấy anh em lần đàm không? Gơ chưa? Ai có đổi. Ồ, nãy giờ có nhận chó không vậy? Chó 20 rồi anh ơi. Chó 20 rồi anh ơi. Trời là. Cái nồng con mà ngủ. Có bộ nhận chó 20. Rồi, mời nhật đồ. Chó 20 thôi, hơi nhỏ. Nãy giờ đánh gần 30 con mà đúng một con thủy nên Tam Thánh. Thủy hằng hiếm. Viên thủy tinh của Tam Thánh, sợ nhỉ?
Rồi, hai con này em bó nữa này, bắt đầu quấn một đại nè. À, con hợp kim nữa nè. Chọn giá truyền hợp kim nữa nè. Chọn giá truyền hợp kim nữa nè. Còn là con thổ chết nè, thổ chết nè. Trời ơi, nhiều quá. 5 món. À, 2, 3, 2 giá truyền. Thiếu cái nhọn kìa. Để em phụ thêm cho con thứ gì cho anh lẹ. Nhọn là ngon, nhọn là ngon. Thiếu nhọn 2 còn giá truyền. Một đống một bội. À nãy bốn cái nhẫn nó mang qua nhẫn chó luôn này. Ừ, bốn cái nhẫn thử luôn. Bốn cái nhẫn mà không giặt chọn rồi. Kiếm nhẫn hai làm đi toán 40 rồi như anh không trai. Cái giá chiều nãy mà nó thấy nó trả ra bì tâm ở đây là ngon rồi nói sáng giờ. Trời giờ. Em thiếu lòng rồi em mong xét khấn hỏi hành bò đó. Ôi sao mắc đam rồi ta, lâu đam mẹ. Có khi nào con này sẽ siêu phẩm? Con cuối cùng đấy à? Ờ cuối cùng. Thôi em còn một con em gọi đánh luôn nè. Ờ sao không mày. 19 thôi, không còn 20 đâu. Thì là khôn nữa, anh em đánh nó chưa siêu phẩm, bây giờ đánh là cả đăng nó có siêu phẩm. Giờ em còn có một con mà nãy em đâu dám nói đâu. Nhưng dù em gỡ với tới giờ còn con mà. Ờ, em đậu anh em ơi, hồ đậu. Mình phải được 4 dương ấy. 4 dương trang sức rồi hả? Đúng rồi, ít đâu. Ui dồi ôi. 24 con mà. 20 viên hình 3. Bèo lắm, ít nhất phải 5 đến 7 viên hình 3. 3 viên hình 3 rồi. Ngon. Với còn 2 chương chưa ép. Trời, 2 chương chưa ép. Phải lộn. Về kháng cả nào anh em. Đồ hợp kim mà. Kháng cả coi. Rồi chua rồi. Anh Phong, kiếm thôi 6 dòng ấy. Cứ 6 dòng đập vô là nó full, nó lên đi đâu. Giờ bữa anh lực 3 cái đầu mặc 6 dòng. Anh phải kiếm đồ 6 dòng anh ép. Rồi, đam là 600 đam anh em. Ảo quá. Quán đồ bông đang sấy gậy nọ luôn nè, chết rồi. Thí nhiên chắc đam một đam nữa quá, nó không lên máu luôn anh ơi. Thả đi một đam vô. Má không lên máu luôn. Đam là cháy liền á. Một đam luôn. Rồi, đồ sát rồi. Biết dính được đam nào không rồi. Không lên đam. Tắt đồ sát luôn, ờ không lên đam luôn. Tắt đồ sát mắc đam luôn. Chết rồi. Đậu xanh vẫn hồi lại anh em ơi. Đậu xanh. Muốn hồi lại. Mà sao con này nó không lấy đam ta? Hết mana con thích. Anh em đi ăn đi vật được rồi đấy, anh lên rồi. Anh phải báo lên kia cái nữa hả? Báo lên kia nữa, xác nhận top 2 rồi anh ơi. Rồi. Anh chụp báo là anh đứng riêng bên chụp hình. Rồi anh bảo rồi. Phong ca đã được top thứ 2 rồi anh em à. Top 2 120. Trời ơi anh em. Trời ơi nhanh con này nó đi bối đồ đấy. Ai còn mana không? Quăng cho nó bình mana nè. Đây. Má thiếu mana nè em ơi. Cầm hút nội lực á. Rồi túi gì tớ vẫn thiếu mana. Bật nhiệt độ rồi. Hả? Ở đánh không lên đang thả gì. Hết mana em ơi, hết mana em ơi. Trả lời đi em. Hết mana. Do nãy thấy mana đánh không lên đúng không? Ừ, không, chừng nãy nó hết mana. Do nó có hồi kim hút đâu nổi em. Hồi kim hút đâu không nổi. Hồi kim hút không nổi. Rồi giờ có mana đánh lên đam như này, lên 2-3k này. Nãy giờ đã con này gió với anh em đây mà biểu anh đi. Rồi. Anh cun đồ cun trên trướng chứ vậy. Đứng trướng anh ơi. Đồ này. Đừng đánh cun. Rồi đúng mana rồi, đúng mana rồi. Mới nhận 10 bình. Anh em ăn đi vần đấy à, chắc không ăn được đâu. Chờ Adder thông báo mới ăn được. Chờ ăn được. Vẫn chưa lên à? Rồi. Phải báo nó báo bên Adder mới. Nhiệt đồ anh ơi. Trời ơi, thêm rương nữa này. Rồi em có một con này đứng thẳng đánh nha. Nằm. Thôi em ơi. Gì đây? Ờ, Thủy. Thủy, thôn. À, ok, cái đồ đó tôi đánh thôi. Trời ơi, gia truyền không có gắn cả. Đẹp chưa? Rồi con ở Thủy nhẫn cho tròn 40, cái ngọn 25. Nhất cái nát luôn anh em à. Nhất cái nát nào. Tiếp tục này. May mắn 1, trời ơi. Độc. Ai xin cái gì thì ai đổi cái gì thì nói luôn nhá. Chứ là say đấy. Ngọc bòi sinh lực, nội lực. Xấu quá. Không lôi. Rồi, nhắn thông pháp này. Cho kết đồ nha anh ơi, cho kết đồ nha.
cái đồ được này. Cái nhận đó để là cho em để em đừng mong mang. Ok. Hợp lý á. Trời ơi mình không lần chạm 40 một. Ở đâu? Đẹp vậy. Ờ nó chạm 40 siêu phẩm mày không? Vãi lên. Còn ba bó đài nữa nè mày, còn ba bó đài nữa. Làm căng lôi 16. Căng lôi 16. Căng lôi 30 rồi. Đâu có luôn. Căng lôi 30 rồi. Trời, bác nhận thổ nhiều giảm ăn luôn nè. Nhiều kinh hồn luôn. Căng lôi 5. 520. Trời. Má mà cái này nhiều gơ gốm. Ờ. Nè anh ơi cái nhẫn này thì mình làm nó có xin nè. Rồi đủ nha. À, từ từ. Mà nhận cái nhẫn rồi vũ đệ. Mà nhặt rồi kìa. Em vứt của nha. Vũ đệ mà nhặt cái nhẫn rồi kìa. Cái nhẫn 16 20. Rồi vũ cháy đây này rồi, cháy thử đây. Ờ. Rồi ra vũ đệ, vũ đệ nhặt rồi. Vũ đệ nhặt cái nhẫn kìa. Đây. Vũ đệ nhặt cái nhẫn kìa. Cái nhẫn mày vừa nhặt đấy. Năm đọc bùa ngay, năm đọc hết bùa rồi. Nói tôi quanh quanh trong năm đọc ít mana, đủ sơn. Em cho nó, em lấy nhẫn xanh, nhẫn tán cho. Ờ. Ờ, ok. Cái này do anh này. Này kim á. Ờ, đưa cho thằng ấy đấy, đưa cho thằng Thanh trước đi. Rồi, anh bất cho anh rồi. Ờ, để kim mà để anh tìm nhé. Nhẫn ở kim phục hồi tối lập có 7 điểm. Nhẫn này kim phục hồi tối lập 7 điểm ạ. Lực nội lực cao luôn anh. Đây, ghen thủy cuối cùng này. Thủy cuối cùng. Đây cái bên này. Chung là con ở thủy kiếm nhận chón 40 rồi anh em ơi. Vẫn chưa có ra. Vẫn chưa ra siêu phẩm rồi anh em ơi. Ok chưa? Thôi anh tạm đi. Vẫn chưa ra siêu phẩm. Chón 40. À sau này anh em lock vào vị trí đánh bất đại giùm cái nha anh em ơi. Ai đánh bất đại thì chuẩn bị có rương thì anh em donate thôi. Anh em không ai đổi cái gì đúng không? Rồi say đấy. Sắp hết chưa Khải? Còn 3 con bất đại nữa em ơi. 3 con đại chắc khoảng 15 phút nữa. 15 phút nữa. 3 con. Rồi, siêu phẩm sẽ nằm ở vị trí này. Đổi thì nói luôn đi, để đây nó đang say đây. Đổi thích đổi cái gì? Cái gì đổi nói luôn đi. Để nhấn may mắn không? Khải nuốt đâu? Nên may mắn thằng Khải nó nuốt rồi. Nuốt rồi, một nuốt một cái siêu phẩm 3 rồi. Nhận mày nhận phục hồi 40 à? Đâu quên, bạn thầy bắn hả? Ui ui. Nhận 40. Ok, có một nhận. Phục hồi 40 chịu mày rồi. 40 anh ơi, cái tất cả đó không? Đánh một con rồi thắng tất cả. Ra. Ra. Ờ, gà mà lấy một con ra thắng tất cả. Ra. Chết mất. Ra. Không coi gì luôn. À, giữ dịch này em ơi. Ờ, không biết có 3 dòng nữa. Lúc đầu mày phải mồi cơ, mày phải mồi gì đó. Đây. Trong phẩm hay quá. Ờ, nghe toàn đồ 3 dòng này. Nữa, đâu. Đây. Hèn gì nãy giờ nay hết may mắn, nó hết thiên sơn đồ rồi. À, hết may mắn hết thiên sơn rồi, hèn gì. Lẹ luôn. Không. Hết nó đi nó vừa hết thích, vừa hết thích thì luôn á. Mày làm gì mà căng thẳng ấy. Vũ đợi đã không? Cái bánh này vũ đợi hết bánh rồi. Đó. Ok, ra đây. À, nè. Này, không, thiên sơn có rồi, có thiếu quá tiểu. Hả? Bộ tơ những người nào mà đang bốc đặt vô. Ờ. Từ từ xong cho vũ đợi hả? Vũ đợi đâu ra đây. Ủa nãy anh em có đưa tiền vàng tôi không mà sao giờ còn dương 120 là sao ta? Đó. Anh đưa mày 820. Là dương hay thiếu? Thừa đấy. Thừa à, em mới mở dần ghẹ nữa. Thấy dương 120. Em mở này ơi. À ghẹ tự mở. Ok. Bậy không à. Đây dịch đặc chính này, dịch đặc chính này. Chủ đợi 4 con đủ chủ đợi khi nào 4 con siêu phẩm không? Em tự mở. Em tự mở rõ ràng. Ờ giáo dục may mắn anh cái bình hồ lô luôn em ơi. Rầu nay bơ tơ mới ăn đang bót luôn đi. Ok từ rồi xong con này đã. Xong vô nay nuốt mất may mắn thì sao nay anh qua may mắn mất con kia luôn. Đúng rồi. À ok ok hiểu. Rồi. Thằng này thông minh phết nhỉ? Ờ thông minh phết. Nào đâu em nào báo lên. Toka 79.
Rồi anh mới bắn từ đầu rồi ra ra nhóm rồi đúng không? Rồi, rồi anh vô. Ra đây anh luôn không kìa? Anh luôn đi. Qua. Nào. Bên đây đi thì luôn anh. Ok. Ok em ơi, giao dịch quốc thêm mười mấy cái nữa nè. Rồi 333 rồi. Bao nhiêu con thì cứ cầm tiền vô nha 33 ơi. Một con 30 xu, quên một con 30 bạn ấy. Cái này đánh giùm anh em thôi. Rồi giờ vũ đợi đến 333 sau nha. Anh em cứ có siêu phẩm anh em donate là ok anh em ơi. Ngồi đánh cho anh em tới sáng cũng được. 9 con. Hello, chào anh em xin like nha anh em ơi. Anh em nào đang xin like thì cho ghi một like hay một share đi nha. Giờ này anh em băng áo đang tổ chức rồi. Đánh boss. Rồi, ẹt nào tí nữa đánh boss nào đâu. Tôi đâm cuối vậy. Tôi đâm cuối vô bà tôi này. Đâm cuối vô bà tôi này. Giao dịch ai nè? Giao dịch ẹt thiếu lâm luôn, ẹt chính luôn này. Anh giao dịch mà nói nha. Anh này kìa. Không ơi. Giao dịch này này. Đổ đội hay sao đấy? Không, giao dịch con ẹt này luôn. Bà cân bang ơi. Bật giao dịch, giao dịch đạt chính không giao dịch đạt này luôn nè anh em mày lộn xộn quá đang giao dịch đó giao dịch đi rồi được được tất cả 17 viên 1 4 viên 2 8 viên 3 ngon 8 viên 3 vãi lình vô khúc rồi 8 viên 3 là vô đường đọc rồi 8 nhân 5 40 bóng chim giờ ấy. Đây. Cắn người bắn ạ. Mày bắn nè. À, vô con bato còn ai nữa không? Còn ai cắn còn dư 3 slot mấy bắn nữa. Tôi đâm cứu vô bato này. Đâm cứu vô còn 6 8 cái trang sức cho em. Nữa không? Ai đam boss nữa không? Vũ đợi cho cái đam vô đam phụ đam luôn Vũ đợi ơi. Là đồ cho anh em nữa, cái nhẫn may mắn đó anh bán phải 4 5 kim. Vũ đợi vô bato này. Con ạc nào đam boss nữa không anh em? Bato lấy mấy bắn này. Anh nào đang boss không? Anh nào đang boss đại nha. Lần này anh em tách auto đi, đừng có đánh dùng Khải nha anh em. Đừng mình đừng bôn với con thí dùng Khải đánh thôi nha. Khi nào đánh boss đại đã. Ừ, đủ anh em quốc nữa thua luôn á. Rồi, vô anh em ơi. Khải sẽ quốc. Từ hỏi anh em có đổi cái này không, không lại say phí. Ba con ngủ vũ đợi trước nha, ok chưa? Anh em thấy cái nào đổi được thì nói nhá. Ba con vũ đợi trước này. Không lại say 1, phí. 2, 3. Anh em đứng im nha anh em, đừng ai đánh dùng Khải. Đúng rồi, đứng im đi. Đứng im đây, Khải cánh bắn hết rồi. Ai đổi được cái gì không? Rồi. Có không anh em ơi. Rồi kích nè. Kích nè. Kích nè. Kích nè. Rồi, nhiệt độ. Có cái dây chừng thổ lam ngon ngon đếm anh qua nhá. Cho thấy cũng phục đang anh em ơi. Cho con thú đâm này nha. Không ai đổi đúng không? Tại mẹ. Cái hở thổ 20. Không ai đổi. Cái này. Cái này mà nhắn nhiều không nha. Không ai đổi tay luôn. Hay mong nhắn không à? Hỏi mong nhắn thôi. Hello xin chào anh em đang xem live nha anh em ơi. Anh em này đang đi bốc tại World trên bốc tiểu bốc sân anh em. Anh em đây, nhận đồ. Một like một share đi anh em. Thằng hút cái gì mà ghê thế? Cứ chọt 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 thế. Khải cho vô bang đánh hồ mấy bốc. Năm Nguyễn Hải. Ra đây vô bang nè Nguyễn Hải ơi. Rồi cái này vũ đợi nha anh em. Ba con vũ đợi trước nha. Rồi, úi cũng ngừng rồi mà. Ngừng rồi mà nó bị sao á. Mất đam rồi mà. Mất đam rồi, đúng không? Một cái, ủa sao mà nẹt đồ, đà. Một nhẫn nè. Phẩm nhẫn làm chậm 40. Đây là nhẫn đó nè em ơi. Trông thoải mái đi nè em, còn mày bánh 12 nóng như 35 thôi, không có gì khác đâu. Vô rồi đây. Giỏi mà mày mén con 12 đó nó ra nha. Nó ra. Ôi đâu con thí mình chạy thôi ra đây. Đây truyền thổ lam nào cho anh xin nè. Ngon mà. Cho chú Lâm đeo ấy. Mẹ nó cầm lấy dây chuyền bật rồi. Thế vô rồi. Đây, siêu phẩm này. Siêu phẩm chưa? Chưa biết anh ơi. Đó, lập trạm 40, gia truyền nhỏ vãi nhá, nhẫn ngon rồi. Má ra gia truyền 520. Phương pháp. Rồi, thấy sinh lực một lực cũng có gì vậy. Rồi, 1 hồi 5. Rồi, 1 giờ. Chắc bị dính một con rồi hả? Rồi, thằng này 333 nha. Dính một con rồi hả?
tình anh em vô bang anh ơi. Ông này kêu đánh giùm ông vài con nữa. Tên em là của ông nào đấy? Trên YouTube, trên YouTube. Đây này, nhìn thấy con có cái dây chuyền này khổ thay con con này cái bật quá. À, mấy bữa nay hình như anh cũng đi thông tin anh cần. Mẹ là đeo dây chuyền ấy bây giờ không? Thử anh em ơi, cho vô bang này, cho anh tình anh em vô bang này. Đeo dây chuyền tiếp đưa là anh kia đâu. Đến bot của 333 nha anh em, đến bot 333 nha. Vừa còn like luôn hết, tính bài tính mấy giờ. Rồi, đến 333. Like trong bot Dương ơi. Like trong bot là mình mới xuống like nha Dương. Thằng Quang này đỏ lắm, đang ngon đấy. Đến của ông Quang này. Quang này, siêu phẩm này. Rồi. Anh em ăn đi vận thì ăn đi nhá. Anh lên 102 rồi. Ý á. Ê, mình đớm đi vượt tính 3. Vô lạnh. Anh vừa mở cương ra là lại được 3 cái lệnh bài này. Đây, nhật đô. Ấy ấy là gom thêm bốt đại được cái lệnh bài nào không anh? À, gom được không anh? Phải mở hết ra chứ, phải có chứ. Anh đúng 1.000 đó, đúng rồi, cái 1.000 nữa có. 1.000 ấy, có. Kiếp là nó hút cái gì ghê thế. Ừ. À, nhật đô này, có thủy nha. Cũng quang có thủy này. Mạnh mà hút gì ghê thế thằng lành. Thủy ngon đấy. Lâm thủy này. Lâm này. Cập nhật lên anh lên rồi kìa. Đúng không? Lâm gì có một món này. Đào chém luôn. Hai món. Không. Nhẫn thủy được hai chiếc. Ok. Mình ghét phần yêu đấy đó. Đây. Bye bye. Để cho KB chiến cầm anh chạy về ngày đã bắn. Sinh lực không có gì luôn. Chón 20. Trong bó rồi mới xuống nha. Trời. Thông pháp 16 nữa nè em ơi. Thông pháp 16 nè. Trời, khắn hỏi 23 nữa. Chừng ký 10 phút. Ê thổ đâu. Trời, khắn hỏi 23 nữa. Đù xem. Thì chuyện nó chẳng to, toàn cho 23 không kìa. Nhấn. Trời ơi. Má chốt 40 lượt đâu. Trời ơi. Cái nhấn đấy để anh nhá. Trời ơi, đủ xanh kìa. Trời ơi, trong 40 là tiền luôn nè em ơi. Hello Đinh Nguyễn nha. Ừ, đánh giùm cho bang nè em ơi. Trời ơi. Anh Phong cho em chiếc nhẫn này đi. Em đi nhẫn. Đúng rồi. À thôi đưa luôn cho luôn ta thành. Anh đang định lấy cho em đấy. Ôi, một nhẫn 23 nữa không có chó anh ơi. Cái dòng nhẫn kia con hơn. Rồi ok. Cái nhẫn cao hoa choáng này cho Tam Thánh. Anh này, Tam Thánh không ra đây giao dịch luôn này. Ờ. Ok, Tam Thánh ra đây giao dịch Tam Thánh ơi. Tam Thánh. Đâu, vứt này, không giao dịch này Quang ơi, giao dịch Quang ơi. Cần vứt ra mất chết luôn á. Dịch này. Không, đưa luôn Tam Thánh cho cái nhẫn đấy. Ờ Tam Thánh đâu, ra đây anh. Anh ra. Anh Cun, anh Cun đi chỗ khác. Cun giùm em cái thảo bảo thông pháp 16 đó. Anh Cun đi chỗ khác anh Cun ơi. Độ ông Cun đứng chặn chỗ được boss đâu. Né chỗ khác. Nít trời ơi. Gì vậy anh? Trên Cun đi trên đi. Đúng rồi. Né vị trí em. Đứng đi anh ơi. Vị trí thằng Thánh. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Ôi à, có thủy nữa nha. Đồ cái nhận nó 40 là 30 rồi. Trời ơi. Đưa cái nhận cho Thánh luôn đi. Đúng rồi anh ơi. Thằng Thánh ở đây. Anh đang định lấy được cho Thánh phải nhé. Ok. Nhận đây. Được một nhận rồi, chón 20. Khá là đẹp. Chốn 30 lên xíu rồi nó cũng đỡ đúng không? Không, cái 20 đủ móc mà. Theo ngày 10 vẫn đủ móc rồi em. Cái này theo ngày 10 đủ móc rồi. Theo ngày 10 đủ móc 80 rồi. Xe mà kéo xe mà 40 thì đẹp nữa. Đúng rồi, 40 là đẹp luôn nè. Đẹp luôn. 40 là mắc bình luôn. Mắc bình luôn. 40 là mắc bình đấy. Ngon hơn cái nhẫn anh đang dùng ấy. Tại vì nó lắp dòng mà. Nhìn nó đẹp hơn. Ừ. Rồi, đợi thì yên đàm vài cái. Thổ của Lam đây rồi. Ờ đánh cho bang em khải sánh cái hạng 3 vừa rồi là được may mắn 25 á, sánh cho bang, xem cho bang. Tính ra cái may mắn lại cái đồ ra ngon này hồi nãy thấy may mắn. Đúng rồi, cái may mắn khác liền nha em. Quỷ luôn nãy cắn vô được 2 vòng 3 vòng. Nãy không thâu là nãy ghẹ ra siêu phẩm đâu á. Dài biểu đánh cho anh mà không đi đầu tư may mắn gì. Ôi, có một con mà sao nguyên chết rồi. Trời ơi, có một con kia nó nhanh chết dữ ta, chưa kịp ngừng luôn nè. Đậu xanh. Rồi ngừng rồi. Rồi, ui cha. Kim. Kim được lái phụ tiếp nè bà.
Ở cái nhận đó thì làm 30 rồi, làm 40 rồi. Trời, ông Kim. Cần gần chết ngừng nha, gần chết ngừng nha. Ờ, để anh đi kìa. Mic của tao này không nghe gì không? Cái nhạc đó là con boss của vậy ra hả? Để anh đưa tiền nghe nè. Không, nhận nó của 333 33 ra nè. 33 ra. Ở dưới anh đang lấy cho mày giả cho mày đấy. Tôi đang độc bồi rồi em. Đây đây, em độc bồi vô. Rồi, em độc nó hết mana nữa rồi. À, anh ném ra rồi. Ừ, đó em bật tôi mới. À ném ra này, ném vô góc đó, ném vô góc đó, ném vô góc đó. Ném vô góc đó. Chết. Mana này, mana ấy. Được một bình rồi. Ok ok. Rồi hợp lý rồi. Ok, hai bình đặc biệt rồi. Rồi. Đấy, cái thả lấy ba con này. Ok anh này, đợi tới anh này. Nghiện này, nghiện này. Nghiện rồi. Thằng lửa hợp lấy đấy, đang có đồ may mắn vậy. Đang nhiều may mắn này. Trước đánh hết với chục con. Hello Phi Long nha. Ok anh chị ơi. Ok anh ơi. Anh dựa anh ơi. Đấm này, đấm lập đồ ạc này á. Đấm lập đồ ạc này á. Đấm lập đồ này á. Rồi, 333 chuẩn bị nhận siêu phẩm kháng cả đến từ gia truyền Kim. Đang mong chờ siêu phẩm để cho ban khỏe lên tới năm ơi. Rồi, ok. Đặt đi. Đây. Rồi, đang chờ siêu phẩm. Ba ba còn 3 con nữa mới đến anh cây nha. À đấy, đến luôn cho anh nó luôn không sao. Ok ok ok. Chờ đợi mấy công. Rồi 33 ra nhận này đây đây. Đây. anh lấy cái dĩa của anh 33. Đây đây đây. Đây. Ba kìa. Nhiệt độ này. Dây chuyền thế là thổ. Wow, trời, dây chuyền. Má mà anh. Dây chuyền kìa. Khánh họ gặp bố mà sinh lực cao vậy đó. Tất cả làm ở đâu? Cuộc sinh nhật với em gì? Không bệnh đó. Ở chỗ. Đây đây đưa anh dây chuyền đấy. Ok. Đưa 33 đưa anh AK này. Đây. Thôi thế là chín luôn mà. Đâu, đây. Đưa dây chuyền thổ. Đó đây đây 33 đó đây. Tiếp tục này. Không bệnh cái 3 cái 7 này. Bài dây chuyền thúy này. Kim này. Chả đâu. Trời ơi, cho chuyện chó. Ha, cái này nhẫn không được đi. Sao không phải là nhẫn nha? Nhẫn chưa thấy cái nhẫn nào luôn. Ấn động. Đổi cái dây chuyền đẹp tai luôn. Sinh lực, nội lực. Ôi, cái hộp bội này anh HN thằng lửa lấy mang được này. Nội lực cao này. Hộp bội chưa? Thân nữa. Nội lực ngon như thiên nhẫn này. À, sinh lực ít đó. Sinh lực ít. Chó 10-20. Trúng động. 13-20 dạ. Thôi, một cái nhá. Kim, có gì? Rồi, 5 con luôn em ơi. Rồi, mở lần 5 con luôn nha. Ok, 5 con luôn. Anh tình anh em gì nữa kia này à, anh em tình anh em chúng ta đấy. Rồi, okay. Siêu phẩm. Không nhặt file đấy. Hello, Lợi Trường. Mới cắn luôn rồi. Ừ, may mắn mới cắn luôn mà, hợp lý luôn. Mới cắn luôn. Rồi. Tình anh em chúng ta. Phụ đăng đấy. Ồ dễ vô, ồ dễ dễ. Hết cái vàng rồi ra. Đủ rồi. Đâu đâu đâu. Ta căn là đủ rồi. Cũng mời mình nghe kiểu đúng không? Ác. Ra dịch kiểu thần lừa đánh hộ ba con này đúng không? Không nha, coi. Chắc em đi em cắn 100 cái em kiếm lệnh bài hả? Ờ cắn luôn đi, anh vừa cắn 200 cái ra 2 cái đấy. 200 cái ra 2 cái vậy? Ờ. Rồi, nhiệt độ. Hello em ơi vô nha. Nhiệt độ em ơi. Bắt này bắt 39 này. Giờ thả cắn luôn à ta. Mai, bọn mày mới cắn được. Mai. Anh vừa gửi ra đây rồi. Để chuẩn bị sản xuất nguyên liệu. Bắt 39 này em ơi, cố gắng tìm siêu phẩm cho ba ăn nào. Chuyện này lấy không hay là. Thôi. Không có cái lệnh bài nào luôn anh em à. Để lấy cho anh thay cái chuyện đi. Như chuyện này. Đây, thay dây chuyền này, thay. Hó này. Hó này. Ném mọc, ra. Mọc này. Ném. Mọc này. Ném, đang đứng cạnh này ném. Kẹp bên góc kia này em ơi.
Hôm nay nè. Em cái chuyên phổ ra. Nút trăm cái mà không ra được gì anh em à, còn tinh hồng luôn. Được hai viên thủy tinh. Kim. Ở kho để về đấy. Một viên tinh ba là ok rồi. Anh tưởng ở trên này anh ném đấy. Anh đánh vài con nữ ra siêu phẩm rồi đó. Nãy giờ chưa ra siêu phẩm mà đánh vài con nữ ra đó. Đúng rồi đấy. Khả năng anh em com đi. Đợi gì mua mình nè. Anh em đi anh lên bài anh. Ok. Siêu phẩm này. Mua mana cho ông Nam Độc á. Em về mang event. Anh đi. Em mới em 100 cái đừng mong sấy bot kinh thế. Ừ có Thúy Yên mà lời chương ơi. Đột, đột ra cái đợt rồi thôi. Có Thúy Yên mà. Còn em thì đi. Gẹ đen á. Đen thiệt á. Nè, đánh ăn người bên kiếm ra hồi kia ra sợi cả 19 giờ không ca nè. Ừ. Ok, đẹp luôn. Đẹp luôn, hợp lý. Rồi nha con. Ơi anh ơi. Đây đây anh giao dịch giùm em đây. Dịch anh này. Anh này anh em đánh luôn đi cho nó nghe đỏ đấy. Này ra đồ cũng ngon đấy. Không nhập phẩm này. Ok. Đây. Anh nhớ một con 30 vạn giùm em nha. Ok. Đem đây. Rồi đây nhặt luôn cái này. Nhặt luôn kia. Anh đi xin được. Mở một con phí 30 vạn của AD nữa. Đừng có ra dây chuyển phán tất cả hệ thổ nha anh xin đấy. Rồi ok. Hai con ngựa kim kìa. Ra đi, tránh tất cả đi anh em ơi. Cho Thiên đam nó mới nhận được. Tí đánh nó đợi xong cái anh đưa cái đao lại cho để cho cao ba chín mong anh nha. Ok. Để đưa mẹ luôn đi. Ta đi luyện bây giờ. Rồi, ba con ngựa kim luôn hả? Gì? Ba con ngựa kim luôn hả? Ba con ngựa kim luôn đó. Từ từ anh 33 đang nhặt đồ của 33 này, ở đây. Bye bye. Đây. Đấy, đây, giờ tiếp tục bói đồ của ba này. Để bốt coi chừng thì hiện đàm mấy. Mình mấy một, không sao em ơi, anh tắt thiên mà. Mình một. Đừng hai con bót đây nè. Em không được bót. Khánh lời. Trời, má ba đồ này nhiều nhiều giả mang luôn. Ba đồ nhiều giả mang luôn nè. Không băng chúng độc mà, mắt không. Anh em nào xe yếu đổi thì nói luôn nó kìa. Sao con này lại bật thế? Khánh lôi 15. Em còn giao chiến nữ khánh lôi 30. Trời ơi, 530 năm ơi. Được rồi, kháng lôi, kháng 520. Đâu? Kháng lôi 26, đủ. Xe nào mang được ấy. Xe kết bang. Bây giờ cần nhận cuối cùng. Trời, kháng lôi 10. Má em tưởng 30 đẹp luôn. Kháng lôi 10. Kháng lôi 10. Rồi, chuẩn bị chờ nhiệt đồ nè mày. Kim nè, coi hồi kim anh em kim coi này. Hồi kim nè anh em ơi, ra cho kim hết tất cả 20 nè. Mà này của anh thằng lửa đúng không? Ok. Thằng lửa 3 hồi kim luôn, vãi lên thiệt. Mình nhìn nó thấy cái may mắn. Còn mới cánh mà. May mắn còn nhiều. Nè anh em ơi, 14 phút. Hai viên đường viên này, hai viên bể em xu này, hai lái luôn 14 không? 14 phút. Đúng rồi. Thì máu anh Evan này ra hai viên đó. Để cho anh. Ok anh ơi. Nhiều tên bạc nữa này anh, quốc luôn. Thôi, mình có 3 nhiều lắm rồi. Lấy luôn đi, 3 viên 1 kim luôn tờ. Lấy... Được, 3 kim kim luôn. Đó, ok anh ơi. Rồi. Anh im mồm về giao dịch đỡ cho anh thông ca rồi, anh thông ca lên tiếng rồi, anh im mồm ơi. Thôi, hơi thế, nhường im mồm nên đang ép đồ ấy. Nhường. Rồi, giải thì dương bắn. Ngừng đam. Ngừng rồi. Thấy mắc đam không? Im bột đang lên đồ. Ngừng rồi mà, lo gì. Ngừng đam là biết liền. Siêu phẩm rồi anh em ở đây không? Siêu phẩm anh em đây chứ anh em đâu anh em? Cho anh đập một tí rồi mới một hai phát được đi. Đúng rồi, em chịu nó hai cái nữa rồi. Tương dương, bán ngựa. Anh ơi. Trời ơi, má con này lâu quá. Đồ sát Nam Độc luôn, em công lên đam là chết luôn. Ba con hợp kim anh em, áo vải niên. Dạ, anh từ anh em lấy lại bài anh nãy giờ anh nói. Ok. Dạ, anh đã khá rồi. Để tới đây. Từ anh em đâu? Bỏ. Ủa, con này vẫn là con của anh 333 nha. Của anh đúng kia rồi. chưa mở nha. Anh hát lờ thằng lửa chưa mở nha. Hát lờ thằng lửa chưa mở nha. Cái này của 333 nha anh em. Thằng này là anh em đang đi chân bóp này anh Phi Long à. Hát lờ thằng lửa tuần sau này. Siêu phẩm. Thắng được thằng lửa tuần sau nha. Để anh chạy, anh đổi may mắn tốn kim cho anh em thêm vài tuần nữa. Anh đổi anh ơi, hết rồi. Còn có 10 phút rồi. Này. Anh trai ơi. Lâm đồ này. Anh chia 1000 cái xu ra cho ba con này nó cắt tiếp nhỉ.
cũng hợp lý đúng á, chia ra ờ thằng đứa vô thà đúng rồi, đã lên 150 lên 120 rồi mà. Đợi xem để anh em đánh bớt đi. Rồi thằng đứa vô thà tư thương còn trăm cái nó nút đi. 333 đã nhận này, 333 ơi, ba con cuối rồi, 33 nhân phẩm à, hai cho truyền kim anh 33 này, dây chuyền anh nhân phẩm hơi cao đấy. Trời ơi, kháng tất cả đâu trời. Ui, kháng tất cả đâu. Trời ơi, trời đâu trời. À, nghiệp bộ. Ra siêu phẩm nào chưa em? Chưa anh ơi, giờ tầm này nãy giờ chưa ra siêu phẩm nào anh à. Trời ơi, kim 5 dòng không luôn nè. Nhận kháng hộ 25 và chốn 20 thôi. Sinh lực cao. Rồi, giờ đánh anh hát nơ thằng lửa này. 3 và kháng lo 25, chưa có siêu phẩm. Hát nơ thằng lửa nha. Cả đang tâm lý đã lập mọi lực cho xem mọi lực mọi lực bởi bốt đại anh ơi. À bốt đại nhỉ. Ừ ba bốt đại nữa, ba bốt đại nữa. À đây anh ở đây chơi cắn luôn ba con này đúng không? Hai anh em tâm thánh cùng anh AK cùng ba con nữa à? Đâu anh cắn luôn cho 300 một cái luôn. Rồi kiếm này em về em cắn 100 cái cho AK nữa quá ta. Đúng rồi, chia ra. Chia ra cái đấy. Chia ra đúng anh này. Kiểu này đánh tới sáng chưa xong luôn nè. Ok ok. Tôi thì xài nó sợ kìa. Kiểu là đánh tới sáng luôn anh em ạ. Nói như đánh thì thoải mái như vậy đâu. À mấy giờ đánh sợ rồi. Tôi xài nó sợ rồi kìa. Đó anh ơi. Đợi khải trí anh ơi. Đâu? Đang chỉnh con thủ trí em. Rồi. Tôi xài nó sợ vẻ luôn. Đánh đi thoải mái, miễn sao có siêu phẩm là được. Thoải mái anh ơi. Ai? Anh đang lập vào 3 ác rồi đấy. Tâm Thánh 60 vàng nha. Nghe anh nhé. Anh đang lập 3 ác rồi cho mọi người. Ok. Rồi Tâm Thánh, ok. Bây giờ anh ơi. Giờ em anh Evan. Nhưng mà giờ không nếu mà ra lệnh bài bóp được đâu, có tiền giảm bỏ đâu. Mà đâu thôi bỏ đi. Bỏ đi rồi. À nhặt đồ này. Có hệ thể nha. Em đang còn chính em. Hệ thể nha. Thể nhận đâu. Nhận đấy chứ nhận đâu. Nhận đâu. Có một nhẫn này, một ngọc bội này. Quăng được đâu. Rồi. Trời ơi. Của anh hát nơ thằng lửa ra anh ơi. Có nhẫn thì đấy đó. Nhẫn là thủy ấy. Hát nơ thằng lửa đâu. Ra anh. Đúng là Tam Thánh nó ra bên thủy tinh rồi. Sướng thế. Làm 130, số lượng một lực. Làm 120 kháng lôi 11 rồi, hết kháng tất cả rồi, giờ còn chốn 40 giờ kháng hỏa 25 rồi, giờ chốn 40 và kháng hỏa 25 rồi. Cải ơi, anh quên qua tiền dạng của em. Ok anh ơi, sức bạn không sao. Đây, kháng lôi 28 này, ngon nè. Quên qua tiền dạng như thế nào. 60 bạn thôi anh ơi, cứ từ từ tới. Ta thánh thì lấy đi, lấy cho anh mượn luôn. Dạ, như vậy, cô anh bao nhiêu cái gì anh? Hai cái thì... Nhiều hết đấy. Nhiều hết đấy. 520. Anh đang chỉ mở, em sẽ lấy cho anh bắt đầu khoảng 300 bạc. Trời ơi, 530 nè. Đâu, 30. Nhẫn cuối cùng này. Anh mở cái con này nè. Trời ơi, cái nhẫn đủ xanh. Có 20 ta. Không có chiến lực nội lực cao. Trời ơi, cái này chuyển lên dòng 2 là đẹp luôn anh. Ok, trời ơi, cái nhẫn. Đâu, của thằng lửa mà. Ừ, của thằng lửa sao. Nè, chuyển dòng 2. Dòng 2 là ngon luôn. Dòng 2 là ngon luôn. Anh cho em mở dương ra huyền tinh nhá. Trời ơi, nhẫn đẹp. Rồi nè. Giang huyền tinh. À huyền tinh em mới mở. À hai con cuối này nè của AK nha. AK ơi. Ô anh lộn. Hai con này của anh Tâm Thánh này nha. Đừng nói của anh còn cho bọn. Tâm Thánh hai con này. Rồi còn của năm con kia là của ông Tình anh em. Rồi ok xong chốt. Chốt nha. Tình anh em chúng ta. Có khi nào đồ đánh cả ba mình đá của ông Tình ông em. Anh em không lùm siêu phẩm không? Em thả lần 5 con luôn đi anh. Ờ con sao thả lần 5 con. Đúng rồi, con sao thả lần 5 con. Rồi Thúy Yên phụ đam em ơi. Hello Tiến em ơi. Đéo ra gì đó sẽ. Ta vừa nút 300 cái này. Không ra gì luôn hả? Ra được đi nó chỉnh cho cái linh quả. 300 cái. Được 4 cái lệnh bài này nè, đừng em mở thêm hai con nữa mà em cho ra đặc biệt chứ không cho ra xanh nữa đâu. Ừ nhưng mà anh được 10 viên thủy tinh đây lâm độ được 10 viên thủy tinh lấy ra cái lệnh bài bốn xanh đánh cánh bánh này mana này còn cái bánh bằng cánh gì
Ai bật auto quá. Rồi. Rồi, giao dịch 100 con nữa, 100 cái cho đặt xe thử nha anh em. Mình test nhân phẩm đặt xe mình đi. Trời ơi, quanh mana nhiều quá, nó có đang nhặt ra kia vứt nè mọi. Rồi. Nút 100 cái thôi. Nhặt đồ nè. Lên gấp. Nhẫn này, hai dây chuyền nè. Tiếp tục nè. Ra cái nhịp đầu anh ơi. Hả? Tí ra sản phẩm giờ chót à? Anh lên được 2 cấp. Tí ra sản phẩm giờ chót. Hello, 200 anh em đang xem ủng hộ Khải một like cho anh em ơi. Anh em đang xem ngại không like anh em. Ôi, hồi kim. Rồi anh em ơi, 300 đưởng viên anh em ơi. Tốc đi. Viên có 3 viên. Mở ra 10 viên thủy tinh như này. Em mở ra được 3 viên. Chờ thiên phụ đăng ấy. Đồ phố ăn bán hàng liên là còn mấy cái mấy mảnh là ghép được do chuyện này à? Hàng liên đi, hàng liên thì 8, à 7. Ngon đấy, đợi cho anh đi. Đây nè, cái gia sĩ chuyện 2619 là ngon ra nè, còn trường. Ơi thì tin ai ai mua anh Imo mua nữa không anh Imo ơi. Trời ơi anh không lên đàn rồi em ơi. Chớp quá anh em ơi, mưa bão sống chớp quá. Bên này em muốn mưa không? Ba viên anh ơi, vừa tương du bán ngựa luôn anh ơi. Vừa tương du bán ngựa luôn, em có ba viên. Từ em đi mua mana trong đường môn ạ. Đủ xanh, không thở phục hồi mana kịp. Không kịp phục hồi mana luôn, đang đi mua. Thiếu mana là nó sấy không được cũng đường môn anh em ơi, không sấy được hợp kim. Mình bán bên này còn 5 phút hơn. Ok, làm thêm đường máu. Hai. Vô bùa ạ. Vô bùa nè. Vô bùa nè. Vô bùa nè. Sống này anh em con này anh em cho em ngừng cái em đánh ban quá đại cả nha anh em. Có siêu phẩm ấy. Ừ. Em thiệt anh em luôn á. Quốc ban quá đại cho anh em. Tất cả vô góc lách đây nè em ơi. Không đánh phí nè. Rồi dứt này. Này ra ba con bốt đại nữa siêu phẩm ấy. Nhiều. Ok rồi. Anh. Ơi, ngừng đam rồi đó. Lầm đồ. Lầm tiền em ơi. Lầm tiền này. Đường môn có xấy nát con này nữa. Cái này là hai con tam thánh này. Hai con tam thánh này. Con tam thánh cầm vũ khí gì thế à? À, này cầm cái chì phát sáng nè. Họ sát nội công. Bây giờ cất mẹ đi, mai đâu phải ở đây. Nó đỡ mệt. Ừ, cấm anh là quốc ba quốc đại à. Nói chung xong quốc đại quốc anh ơi. Ba cái gia truyền này. Xong quốc đại, cứ đợi xong ba quốc đại đi. Em quốc tiếp cho. Rồi, trời ơi, tâm thánh toàn ở dừng nữ thôi anh ơi. Tắt mic đi lành ơi. Ok anh, ok. Rồi anh ơi, tâm thánh toàn ở dừng nữ rồi. Kim nè. Sức mạnh 4 dòng. Trời ơi, 5 dòng không có gì luôn. Thắng tất cả đâu, hồi kim không mà thắng tất cả đâu. Trời, chúng ta kháng cả chua, đúng chua nha. Hôm qua là sang danh AK được 2 giây kháng cả bằng giây 810 triệu luôn. Rồi, biết rồi. Rồi, tiếp tục 5 con cuối cùng của anh Tình anh em. Đủ, ổng ra siêu phẩm nữa. Chịu luôn á. Hồi nay bơ tơ vô nha anh ơi, hồi nay bơ tơ vô lấy may mắn nha. 1, 2, 3, bơ tơ cái gì? Bơ tơ bóp cho mình đại đó. Ừ. Chắc mình bắn bơ tơ vô. Bơ tơ vô đây rồi nút đây rồi tích ra. Đây. Bơ tơ. Vô bơ tơ này. Khoan để em đi đổi tiếp may mắn cái bơ lần gì nữa. Có anh có sẵn rồi. Đứng lại. Ừ. Mà đây điêu thuyền này. Anh nào nữa, anh nào đam bót nữa. Nhanh em ơi. Nhanh cánh nhanh đợi hết giờ này. Có sẵn rồi anh này. Quá tưởng này. Rồi. Còn 2 phút đánh nhanh nữa mà, năm con cuối. Em đang chóng mặt rồi đấy. Em chóng mặt lắm luôn hả? Like nó chóng mặt luôn rồi. Lên đồ. Mặt đấy. Lên đồ. Lên đồ.
Em đang chờ siêu phẩm từ bot đại rồi nè mày. Mấy này em đánh hên xui mà biết đâu được. Khả năng chờ siêu phẩm từ bot đại nè mày. Rồi bị chết này. Này hai thổ là năm động nó phụ công nhanh rồi em không? Không cần thiết yên luôn. Hai thổ mà. Trời anh em thấy máu lên. Bot đại à, bot đại à? Không không, này chưa anh ơi. Này đang nem con cuối cùng của anh Tình anh em. Biết siêu phẩm hay không đây? Rồi. Nhiệt độ. Nhiệt độ. Đó. Siêu phẩm anh em à. Đây nào. Trời. Tiếp tục con hở. Rồi anh em sang bốt đại vào vị trí đứng hết đây nè em ơi. Anh em sang bốt đại vào vị trí giúp cải nè em ơi. Điều thiền bị lắc em ơi, điều thiền bị lắc em ơi. Con lôi xét này có săn được không? Được, anh chích con gấp luôn anh. Được, để anh cho bà. Điều thiền bị lắc nha. Con lôi xét anh phải mua ấn với cái con sao đầu nó mới đủ cái nè nha. Mà nhìn đến lúc nào con là con sao không? Ok anh ơi. Đúng rồi, đánh tiếp chứ, sang bốt đại đánh tiếp anh em. Đánh cái này có siêu phẩm thôi anh em. Hôm nay đánh gần 60 con rồi anh. Hơn 60 con rồi. Anh có con đi à? Anh đang đợi anh đang lập 10 áp rồi anh thôi đánh tiếp thôi. Ok đánh này. Tiếp luôn. Đây anh Tình anh em đâu ra đây. Đây anh này. Đây. Đây. Con này vào trong này á. Đó, trời ơi làm nhiều gần một rương. Trời ơi, thấy chưa? Khá cả hai. Khá cả hai, đậu chân. Khá cả hai kìa, thiếu số 0 anh em. Thiếu số 0 anh em, đậu chân. Trời ơi, cái chiên đẹp đẹp phong ca ơi, lấy cái này xài anh phong ca ơi. Không, anh này cái chiên được rồi. Đó, đủ cho chiên đẹp vãi luôn. Cái này dùng cái kia thôi. Giả cái này. Ok, này đẹp gờ luôn nè, 1940. Xin được một lượng. Nhưng mà có sáng tất cả ai là sẽ có sáng tất cả nữa nha. Đúng rồi. 520. Tiếp tục. 30 năm. 49. 13-20. Rồi, bốn nhà chuyện cuối cùng. Đây rồi. Cho 530. À, tiếp. Đây 50. Rồi. Hàng về. Trời ơi, đủ rồi. Mày lại khóc ăn hả? Đủ xanh. Chứ chưa không? Khóc luôn nè, đủ xanh. Rồi, ông biết ông này ra siêu phẩm mà được 2 thôi. Rồi, ok, giờ bắt đại nè. Anh em vào chơi nhớ đây, em ra đây. Bắt tí con chó không em vào. Ok. Đâu tất cả anh em vào bơ tơ này. Chào không em. Vô lại hết bơ tơ anh em ơi. Vô cái hết anh em đi. Rồi chồng cuối nữa. Ôi, anh bơ tơ nghe nóng được ta. Đâu rồi, siêu phẩm nó một này. Thôi ba bó đại này. Rồi, đâu rồi, từ đơn cuối nào được cái đó online chưa. Vô gấp đi điều thiền ơi. Giật cái tưng là được em ơi. Giờ cái tưng dùng ghép đứng. Chứ thôi em đứng lên ngoài quá được. Được rồi. Được chưa? Để được rồi. Ok. Khải thả này nè em ơi, ba con có rương này nè em ơi. BT đi thiền anh. Đi thiền hả? Đi thiền bơ tơ chưa? Vô bơ tơ này em. Chưa. Rồi anh AK lùm vô bơ tơ lùm 20 triệu kinh nghiệm. Gì? 60 triệu kinh nghiệm không? Không được. Này hết rồi. Hết rồi anh này. Này hết. Thôi cứ bơ tơ đi, bơ tơ đi. Được chưa? Bơ tơ anh đây. Để chắc anh. Rồi vô. Rồi, lầm tiền, lầm lúa. Không có hồi thủy, không có hồi mọc. Cờ em, hôn xui rồi. Búp cho anh bùa kháng lôi vào, anh giật nhanh. Búp rồi, phun bùa anh ơi. Ủa thằng gì kia mà rút, tăng. Em búp phun bùa á. Búp đệ, mày đi ra ngay cái con thủy kéo xe kìa. Rồi, búp đại nè em ơi. Khải đang chờ đợi con này khá là lâu. Đây, đứng rất là ngồi rồi kìa. Rồi, đang đánh búp đại nha anh em ơi. Người ơi. Đang trông chờ vào bóp đại cái đất lương hồn kim một vãi không anh em à. Hay là chỉ tìm những cái nịch nữa đây. Ôi con nghe mây em nãy giờ. À 190. Không hợp sẽ gọi đánh ai. Để anh cho con này búp cho con kia. Rồi đứng im chỗ con nghe mây em búp được anh ơi. Đứng nghe mây em á. Anh đánh đây giờ không có đường bồ, không có con ngựa mọc nó đánh không có trúng đâu mà lo. Đuổi con ngựa mọc nó đánh đi gơ. Rồi ok. Siêu phẩm anh em ơi.
May mắn nha Khải. Ok, cảm ơn anh Phong Vũ nha. Anh em đang hơn 200 anh em đang xem cho em một like ủng hộ cho anh em ơi. Bát này bát 39 cent xanh cho bang rồi nè. Mà chưa có gì hết. Hôm qua bát 38 thì được rương hồng kim. Mở ra cái áo thiên bang. Biết tối nay cái áo không rồi. Rồi, trong chờ ra cái rương hồng kim về test nhân phẩm thôi anh em ơi. Ra nhập bội lên nhạc. Rương kim không phải. Nãy giờ mình khui nó gần 5-60 con lùm đài bớt đặc biệt rồi. Con này phải ra, ba con này phải ra. Đấy là mình mồi đấy. Mồi á, mồi á. Con này phải ra. Ồ, chết rồi, không có con bóp bóp mộc rồi. Hên xui anh ơi. Ngoài hôm qua mới diễn qua ra mạnh lưu rồi. Được diễn rồi. Nó mới ra hỏa rồi anh ơi. Diễn hỏa rồi. Bút phun bù á, bút phun bù á. Năm đọc em phun bù mà. Mở dương ra huyền tinh nhá. Ra thấy. Mở dương ra huyền tinh 3 đấy anh em mình mua nhẹ tay cho tí. Lùm tiền anh em à. May mắn nha Hình. Ok Quốc Anh Phạm nha. Cảm ơn anh em nhiều nha. Cố gắng anh em à. Bang mình đen quá rồi. Cố gắng kiếm cái rương gì đó cho bang anh em. Rồi. Xanh này mới ngừng. Bốn số 4 cũng mở ra ba cái rương. Một cái áo một cái bao tay nằm đồng. Một cái áo thi. Ủa ông đó mở nhiều rương rồi. Ông mua hết hả? Ba rương rào. Ồ, ông đó ông chịu đầu tư rồi chứ. Có rương thành mở được thao với chuyện màu ngon. Với cái đai lưng bỏ đen. Mấy đai lưng nhỏ đen ngon hay gì không? Đai bỏ đen nhận kiếm mà. Ừ, đai đang nhận kiếm thì bình thường. Đánh nữa ra kháng tất cả. Ok luôn em ơi. Tắt delay nói chuyện như vậy. Hello Witobi nha. Khải tắt delay mà đọc đâu delay đâu em. Đâu delay đâu. Delay 30 giây mà. Như bình thường mọi hôm thôi em. Đâu có gì khác đâu em. Như thường ngày thôi. Cố gắng tìm siêu phẩm ở vị trí này nè. Bất đặc biệt không siêu phẩm thì cái này sẽ có rương. Ai nhặt được rương, ai kết thúc được rương người đó được nên xung sâu. Đúng rồi. Những anh em tham gia ở vị trí này, ai có tham gia đánh bot nhóm phía 1 tí mỗi người 200 nư xu anh em ơi. Phát cho mỗi người 250 xu anh em ơi. Ai có tham gia đánh bot phía 1 lên, đúng rồi. Ai nhặt được rương thì 500 xu. Đó. Còn lại là của ba anh em mình. Không có Vũ à? Không cổ Vũ. À không cổ Vũ. 5 người đánh. Ok. Anh còn bắt tối nay còn đứng cổ Vũ ấy. Còn bắt tối nay không đánh à? Không tốn rồi. Đang bốt đấy lâu quá ông cũng tốn rồi. Ok. Đêm đấy ông cũng khè trước đó. Khò trước đó. Full bồ này. Full bồ này. Trộn em thôi, đánh ba con bot mà thêm máu g giật eo liền. Anh nè biết mà là thiên cơ lệnh nè, thiên cơ lệnh đâu rồi để em về để anh nè mana ra đây này có thiên cơ lệnh này, có thiên cơ lệnh này bao giờ có đâu mấy anh em thì cha đâu rồi chưa bật auto ai làm hết đâu nhặt hết rồi ai nhặt hết đâu không khỏi đi anh ơi em mana còn đầy. Em mới muộn rừng ngủ hoang ngọc lòng hòn. Thế yên đánh không mất mana đâu anh. Còn vũ đệ hack thì tự về mua. Em đâu mất đâu mà. Em anh ít mana đây con đồ đánh hết rồi. Đây đây. Anh hết qua nhỉ. Thì mua anh ơi. Em thì con Thế Yên em không tốn này. Con đừng mong em hút nữa không tốn rồi. Em đâu tốn đâu. Em chỉ sợ kim thôi. Sợ kim nó mới tốn. Thằng vũ đệ này nhặt hết rồi. Mà em đói thế à. Em mới bất ra đây. Đồ đấy hack để mua đi cha. Đi đi đâu. Ok rồi nha ta. Rồi. Đùa. Ba món siêu phẩm tại vị trí này. Đùa. Làm rương này. Rương này. Chứ rương đâu. Con này con thứ 12 sẽ ra rương. Rương này anh em. xin cái rương anh em ơi. Ok rồi, mana được rồi đấy. Đùa. Cái có rương để em lại đường mòn em mở cái gì đường mòn nha.
anh xin test test nhông phẩm nào mà em cứ mới chuyển đường môn là... anh chuyển đường môn luôn á. Tự nhiên mở anh mở ra cái bộ đơn nhạc này. Ra rương hoàng kim, ra kiếm đơn nhạc. Không biết server này có ra kiếm không, chưa thấy nha em ơi. Kiếm như là chỉ thi đấu này nọ mới có vũ khí thôi. Rương này anh em ơi. Rương này anh em đang xin cho một cái bạn tất cả lên nhìn cho nó đà mắt ơi. Anh em xem like cho một rương một anh em đang xem cho một like ủng hộ cho anh em ơi. Một rương anh em ơi. Lượm đồ này. Lượm 4 ô luôn này. Có rương luôn, auto lượm 4 ô luôn này. Đó. Tin nó lộ. Tin là đặc biệt. Cái gì vậy? Tiếp tục này. Nhạc này. Duy Khải, chó không em. Trời ơi, làm nhóm mớ đồ xanh này. Nào, con cuối đấy. Con cuối. Đủ con cuối này mà. Trời, đưa toàn rác. Không. Rác. À, có cái này anh em cho xe đi này. 120 này. Không rác không. Khó sát. Hết mẹ mà là. Không rác không. Rồi ok, xuống nhiệt độ. Đồ của tên nào? Ai nhặt rồi? Tinh hồng mà thạch kìa. Lục thí tinh tơ ca. Tinh hồng mà thạch em. Ai mang mới có đường không? Rồi con cuối cùng em ơi. Trời ơi. Rác. Đó. Chờ cái rương anh em ơi, rương con cuối cùng này, cố gắng ra rương giùm cái nè em. Rương nào? Đồ con cuối cùng này mà. Con này con thứ 12 anh em. Con kia con phá đi. Đang chờ đợi con cuối cùng em ơi. Đây rồi. Hồn kiếm nào. Trời ơi, vào rừng xấu dòng. Đồ vẫn ngày mai có nha anh em. Anh em cố gắng ngày mai online đánh cho anh em. Ngày mai có rương đấy. Đồ, tối nay con thứ 12 chưa có rương nè em ơi. Ngày mai anh em con ngày mai có nha anh em. Anh em con ngày mai giờ có lắm á nghe. Ừ, auto có luôn ấy. Anh em lên like đừng có nói gì không. Tối nay đánh không có nha. Không, nhưng mà nó con gì đâu nay. Ừ. Ngày mai cho ăn được rồi, mình ăn rồi mình tranh thủ trưa ra mình đánh cũng được. Mà đúng rồi, mình đánh luôn. Đúng rồi, hợp lý. Sức lực này ai lái phò anh em ơi. Anh Evan sáng Evan xong anh cầm khoảng 4 5 con ra đánh luôn. Chụp cuối, nhặt cái thắt lưng ấy ngon này, chụp cuối. Phòi quá trời này nè. Một viên lục thị tinh này nay ơi. Đây giao dịch này. Cái rương sáu dòng à. Thắt lưng ấy, chụp cuối. Rương sáu dòng anh chó không em nhặt này, đúng không? Đâu. Rương sáu dòng thằng nào nhặt đây? Rồi một cái sáu dòng kiếm cho bóng này kim. Mình đăng ký cái phi đao này kim nè. Ủa đúng khí sáu dòng không thấy không có ai nhặt cả trời. Tôi đâu trong cuối. Đúng không? Đây trong cuối kìa. Tôi đồng cuối đúng không? Rồi giờ tương dương nam giao dịch em ơi. Trời ơi phôi này đa lưng này. Lưng ngon nè. Rác nè. Rồi rừng một khí sáu dòng này tiếp tục đấu giá là mở rương thôi, đủ chiều mở cái kích rồi, cây và đái, cây giái luôn nè. Rồi, Thủy Dương Nam, giao dịch boss này em ơi. Thượng Duyên Thủy Tân này. Dạ, yeah, Thủy Dương Nam này. Sáng mai ăn được rồi á, sáng mai ăn boss được rồi á, là anh em ăn rồi chưa mở luôn anh em à. Đâu, tính ra không có anh em ơi. Má, con 12 mà chưa ra. Thủy Dương Nam giao dịch boss này em ơi. Này. Bội làm thằng Pháp làm chậm thì đa quá. Một cái tiên thảo lộ nè, một cái lục thủy tinh nè. Còn gì nữa không? Hết rồi. Mong chờ vào rương mà không ra nên ba con. Tính ra hôm nay 12 rồi. Hôm trước nó 12, 13 là có rồi. Rồi, rương 6 dòng đâu anh tôi đâu dùm cuối ơi. Tài đâu,
tài hầu giái đâu. Hầu giái à? Đưa lại cái đơn không này? Đâu phải đưa đơn này, đây trên này này, đây đây đây. Ra thịt đây. Đây đây ra thịt đây. Giật tài ơi. Rồi, gì vậy? Được rừng xấu giọng, trời ơi mà. Nhiều này đâu giá chứ được hơn gần hơn 3 kim phát hết anh em luôn xong luôn. Cũng được. Anh Phong Cang được bao nhiêu cá thì em quốc tiếp cho lâu anh. Anh em vô hùng 8 đâu giá rồi mày. Lợi nhuận của anh em ấy. Vô hùng 8 đi nè em. Ê, anh Phong Cang lấy 2 nến luôn này anh ơi. Hồi nãy có mấy người đánh bot rồi. Ma mít mít mít. Ok ok anh ơi. 5 người đánh bot nè. 5 người phụ bot. Người 250 sâu. Bỏ anh đi, bỏ anh đi. Ok, còn 4 người. Bỏ anh đi, em tưởng đâu đưa dân về. Đâu, bỏ anh đi và vắng 5 người. Ok, để em cộng vô thành 6 người anh ơi. Anh không, anh này á, anh không điểm dâm. Anh không điểm dâm, cười mất đi. 350 show rồi em ơi, đấu rồi nè, một viên thị tinh em ơi. Ai cần đấu đây nè. Kèm viên tinh hồng kìa. Ai lấu đây, lấy kìa. Ngoài đấu luôn em, đấu đi nè. Ngoài đấu ta, viên thị tinh 350 xu cũng đâu ai đấu ta. Ngoài đấu mình đấu xu. Vô hùng 8 đi nè. Này thất thu nè mà. Thất thu nè mà. Thất đâu, cái đường nó cũng không thất đâu. Thất thu. Nếu mà mở ra vũ khí ngon thì bù lại. Đúng rồi. Ở trên đây mưa sâu. Đậu không ai chơi thì tin luôn. Ok, chơi mình lấy nha nè. Lấy nha nè. 150 sâu. Em chơi thì mình lấy. Một tinh hồng, một thị tinh. Rồi, tiếp tục. Bốn mình tiền thổ lộ 100 sâu. Lên 10 sâu. Lên em ơi, 120. X4 nha nè, X4 nha nè, X4 nè, X4 nè em ơi. Thôi lên 150 luôn đi. Đâu rồi. Không ai lên mình lấy luôn cánh anh nè. 150 không ai muốn đấu đâu. À, 150 không đấu. Lấy 150 đây cho em có lương. 150 X4. À, 150 chết lộn. 4 cục anh em ơi, 4 cục 150 em ơi. Này phát đem hết rồi. Phôi, đại lượng này cũng được này. Đại lượng này cho thiếu lâm hay nào mang được này. Rồi. Chốn 150 nha nè. Ngày lên chốn 150. Rồi, rửa vũ khí. 2, kim 5, lên 100 xu. Lên anh Phong Ca ơi. 2, kim 5. Lên đi anh. 2 kim 5 anh em ơi. Không cao mục tiêu rồi. 2 kim 5 cũng ai quýnh. Chưa quýnh cái 3 kim 1 rồi. Mở ra tàu la bị đau quá. Nhân phẩm mở hơn. Sao mở luôn thầy. Ờ, anh xui. Mở luôn. 2 kim 5. Chắc anh Phong Ca nhường anh rồi. Anh không vô phòng đấu luôn mà. Anh nghe mà anh không vô. Rồi, đi mở luôn nè mày. Má ra cái gì đây? 2 kim 5. 2. Chưa chốt anh ơi, từ từ. Nhanh thế. 2 kim 5, rồi. Rồi, chốt lòng 3. Đúng rồi, chẳng ai đâu. Khải lấy hết luôn nè. 2 kim 5. 1 là tổng đấu giá được 2 kim 8 nè. Hết số lẻ rồi. Tổng đấu giá 2 kim 8 nha. Rồi. Cái gì nhở? Hả? Khải. Chào anh ơi. Ờ, em chụp anh cái hình anh top 2 anh em gửi cho anh cái thằng AD cái lâu nó bảo hình này không được là sao? Là sao? Anh giờ ạc bên anh sao em chụp được? Anh lụm cái tấm giống không? Em cập nhật ấy, em cập nhật là xong mà. À, ấy là nó là cần hình cập nhật đó hả? Ờ. Đây này anh. Rồi. Phòng chấm gió này anh ơi.
Rồi, đi mở rương này em ơi. Đấu giá được 2.8 nha, lên Hoa Sơn mở rương này. Em đấu lương này, lương thứ tư rồi nè. Bóng sâu dầu. Chiều đang kích rồi nè, thôi mình đỡ cái kích cho nó khỏi ra kích nha. Đây, kích chì này, đó, kích này, đó, đem theo kích chì luôn, đừng ra giùm tôi cái. Thấy là có rồi nha cha, cho kích chì nó chịu luôn á. Rồi. Kích chì nó chịu luôn á. Rồi, để khui. Nó bóng này nọ xanh chín rồi nó vui vẻ rồi. Bóng sâu dầu. Nọ này sẽ vào chưa cái nọ này mày. Khui. Trời ơi kiếm nữa, đậu xanh má, để sao trời kiếm cho kiếm nữa. Hai cây kiếm rồi đấy. Trời ơi hai cây thổ má đều đậu. Đi danh phong, đi danh phong. Anh có sẵn hai cây rồi, bữa có dương cây đó. Trời ơi hai cây thổ này em ơi, chịu rồi. Chịu rồi. Kiếm này thổ luôn hả anh? Thổ luôn em ơi, hai cây thổ. Má anh mở tổng nhiều đậu không nè. Kim thổ trời xấu dòng má áo thiệt sự. Rồi chịu anh em ơi, đen chịu rồi, biết sao vậy, toàn rác mẫn chào toàn cấp 10 không có khó ấy. Cấp 10 khó rồi, 2.8 được hai đứa đồ xu nè mày. Nói cái kiếm này kim là ngon rồi. Ừ kiếm mà kim cũng được má, ra toàn hợi gì đâu không, đen quá nè mày. Rồi anh em xem video bắt 29 này thì bắt 39 chứ. Bắt 39 này đừng quên đỡ like cho Khải, một like chia sẻ cho, và cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông bên cạnh để theo dõi những buổi livestream cũng như là những buổi up video từ xem bắt cũng như là mở rương từ kênh Khải nha em ơi. Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chúc anh em xem live vui vẻ nha.